Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hồng Yến và Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Với tình hình kinh tế tốt đẹp trong thời gian qua, tỷ lệ thất nghiệp xuống còn có 3,6%. Một cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup cho biết Tổng thống Trump mức ủng hộ cho ông đã tăng lên. Và một điều đáng ngạc nhiên là so với thời kỳ này, dưới thời của ông Obama thì thậm chí Tổng thống Trump còn cao hơn ông Obama nữa. 46% thưa quý vị, từ Viện Gallup. Và nếu điều này mà tiếp tục thì hy vọng là đến 2020 ông vẫn có cơ hội để tại chức. Trong khi đó, tình hình của Tổng thống Trump đối đầu với nhiều vấn đề mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị hiện nay đó. Bên phía chính phủ, Tổng thống Trump phải quan tâm về vấn đề Do Thái nhé, rồi Venezuela, Bắc Hàn, Iran, rồi Nga, rất nhiều các vấn nạn. Mà nó chỉ xảy ra trong mỗi một cuối tuần vừa qua. Đầu tiên là vụ tấn công hai bên. Phía Do Thái nói rằng là trong những ngày cuối tuần thì lực lượng chiến binh Hồi giáo và với sự tài trợ của Iran đã tìm cách tấn công vào Do Thái. Nhất là sau khi Do Thái đã triệt hạ một tên thủ lãnh Hồi giáo quá khích ở dải Gaza và tấn công liên tục. Số người thiệt mạng tính đến giờ phút này là trên 23 người, thưa quý vị. Và nhiều người còn bị thương nghiêm trọng trong bệnh viện. Bên phía Do Thái, 4 người Do Thái thiệt mạng bởi vì những đạn cối bắn qua từ dải Gaza và liên tục. Tuy nhiên, đến sáng hôm nay thì đã có một cái cuộc đình chiến tạm thời sau khi người ta không thấy tiếng pháo nổ cũng như máy bay thả bom của Do Thái thả xuống dải Gaza. Phía Do Thái cho biết lực lượng chiến binh người Quds Brigade, tức là lữ đoàn Quds, đây là lữ đoàn đã nổi tiếng xưa nay, nhận được tiền tài trợ của Iran và đã hậu thuẫn cho phe Hamas của Palestine, tức là lực lượng người Hồi giáo. Và điều này cho thấy rằng là từ bao nhiêu thập niên qua, Iran vẫn âm mưu mưu đồ để tiêu diệt Do Thái. Kẻ thù lớn nhất không đội trời chung với Iran đó là Do Thái, và kể cả Do Thái cũng thế. Chính vì vậy mà Iran trong thời gian qua hận thù Do Thái thêm, bởi vì Do Thái đã vận động thành công với Tổng thống Trump. Thứ nhất đó là rời đô Jerusalem, thứ hai là cấm vận Iran. Đó là tình hình cho đến giờ phút này, số người thiệt mạng vẫn còn tăng và phía Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hai bên tự chế. Và trong khi đó, phía Hoa Kỳ với ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, ngày hôm qua đã đưa ra khuyến cáo và ông cũng đã ra lệnh cho biết là Bộ Quốc phòng đã đưa cả một hạm đội, mà trong đó các tàu chiến của Hoa Kỳ bao gồm lực lượng tấn công hải quân với chiếc hàng không mẫu hạm USS Lincoln, USS Stennis đã trên đường đến eo biển Hormuz. Và eo biển Hormuz là hình ảnh để cho thấy, thưa quý vị, rất là nghiêm trọng ở cái khu vực này. Lý do là nơi mà tàu dầu liên tục di chuyển vào đây. Kuwait, Ả Rập Saudi, Iraq, nói chung rồi Ả Rập Thống Nhất, họ phải chuyển dầu đi qua eo biển Hormuz. Iran đã khuyến cáo. Chính vì vậy mà ông John Bolton ngày hôm qua tuyên bố việc mà đoàn tấn công hải quân của Hoa Kỳ tiến vào eo biển Hormuz là gửi đến cho Iran một thông điệp mạnh mẽ, chớ nên gây hấn vào nội tình những người đồng minh của Hoa Kỳ, bao gồm Do Thái và các quốc gia Ả Rập. Thực sự thì Iran nhắm tấn công Do Thái là nhiều nhất, và nhất là trả đũa cho những cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Thế nhưng giờ đây người ta thấy rằng tàu đã vào đã khu vực này, và cái nguy cơ, họ nói rằng cái nguy cơ chiến tranh tại cái vùng eo biển Hormuz này xảy ra bất cứ lúc nào,
hiện nay hai bên đang rất là căng thẳng, bởi vì Iran chỉ cần một cái hành động sơ sẩy thôi có thể khiến cho lực lượng, nhất là hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã có mặt ở tại vùng vịnh Persian Gulf, tức là vùng vịnh Ba Tư rồi. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục trong phần tin thế giới thì vào hôm qua Chủ nhật ngày 5 tháng 5 đã có một cái tai nạn hàng không xảy ra ở Nga khiến cho ít nhất là 41 người thiệt mạng bởi vì một cái phi cơ của cái hãng hàng không Aeroflot đã bị bốc cháy. Thì đây là cái phi cơ có là thuộc cái dòng gọi là Sukhoi Superjet SSJ-100 thuộc hãng hàng không của chính quyền Nga Aeroflot, và được biết là cái chiếc phi cơ này cất cánh ở một cái phi trường nội địa lúc 6 giờ chiều tính theo giờ địa phương và mới chỉ bay được có 30 phút mà thôi thì bị bốc cháy. Được biết là trên phi cơ có tổng cộng 78 người bao gồm luôn phi hành đoàn. Dạ vâng, thì hình ảnh cho thấy là cái lần đầu tiên khi mà cái người phi công yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp thì đã không có thành công, và đến lần thứ nhì đó thì cái càng nó chạm xuống trước và cái phần đuôi nó bốc hỏa và toàn bộ cái phi cơ bốc cháy. Như quý vị cũng thấy, có 37 người đã sống sót và họ nhảy ra khỏi đây từ những cái máng trượt khẩn cấp. Và một nguồn tin lúc đầu đó thì nói rằng dấu hiệu ban đầu cho thấy là lỗi của cái hệ thống điện. Tuy nhiên cái tờ Interfax của Nga thì đưa tin nói rằng phi cơ bị mất liên lạc ở trên không do bị sét đánh. Chính vì vậy, dạ vâng, người phi công quyết định bay vòng trở lại và yêu cầu được đáp khẩn cấp. Thì cái công ty sản xuất chiếc phi cơ này cho biết là lần cuối cùng phi cơ được bảo trì là vào đầu tháng 4, còn người phi công thì có khoảng 1.400 giờ bay kinh nghiệm. 1.400 giờ là hơi ít thưa quý vị. Và được biết là cái công ty này của Nga từ trước đến nay là vốn chỉ sản xuất phi cơ quân sự, đặc biệt là một số loại chiến đấu cơ, và Sukhoi Superjet là cái dòng phi cơ thương mại đầu tiên được sản xuất và lắp ráp ở Nga nhằm thay thế những cái loại phi cơ dân dụng từ thời Liên Xô cũ. Và dòng phi cơ này chỉ bay nội địa mà thôi thưa quý vị, không có bay quốc tế. Thì tuy nhiên cái dòng Sukhoi Superjet 100 này được biết là cái chất lượng từ lâu vẫn liên tục bị nghi ngờ, là bởi vì vào năm 2010-2011 hai chuyến bay phải hủy bỏ vì trục trặc, rồi đến năm 2012 thì một cái chuyến bay đi bay ngang qua Indonesia đã lao vào ngọn núi và khiến 44 người thiệt mạng, cũng là cái dòng phi cơ này thưa quý vị. Người Mỹ rất là sợ sử dụng loại máy bay của Nga để du lịch tới cái vùng Nga hoặc là vùng Trung Đông. Và bản tin cũng ghi nhận chính nhân chứng là những người hành khách trên máy bay này, họ xuống đất rồi họ mới nói đó là trong lúc họ đang ở trên không thì rõ ràng là sét đánh trúng thân máy bay. Thêm một điểm nữa đó là cái khó khăn của người phi công là họ xin để thả xăng xuống, bởi vì cả một cái bụng xăng như vậy mà đáp khẩn cấp như vậy, sét đánh nữa thì họ sợ đáp mà có rủi ro thì sẽ nổ máy bay. No. Chính vì thế họ nghĩ tới cái việc mà thả xăng xuống, nhưng mà bên dưới đất không cho. Lý do là xăng mà thả từ trên cái không phận của thủ đô Moscow như vậy đó, rủi ro có hỏa hoạn bên dưới, mà xăng máy bay rất là dễ cháy. No. Họ rất sợ ô nhiễm rồi đủ hết, cho nên cuối cùng họ quyết định là không thả xăng. Thứ hai nữa là cái tài mà đáp máy bay của ông phi công cũng yếu kém, chính vì thế mà đáp quá mạnh đi đã làm, nghĩa là cái đuôi nó bị gãy và nó nổ. Thêm một điểm nữa đó là Yên, họ nói chứ có những hành khách đó đáng lẽ là phải chạy thật nhanh ra để mà chạy thoát phải không, nó hơi bị trì trệ, cho tôi lấy cái vali cái đã. Có rất nhiều hành khách là người Nga, họ sợ là vali của họ bị ăn cắp, chắc có thể có cái chuyện đó xảy ra, cho nên họ nói để tôi lấy cái vali đã. Họ tìm cách với lấy vali, trong khi những người này đẩy đi để gây trì trệ cho những người này đi xuống máy bay nữa. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại ngay sau bản quảng cáo, gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.